Khỏe không? Khỏe. Khỏe không? Đứng đây lâu không? Ôi trời ơi, có gì không? Ê, ê, tiếng giống ba Trưng quá. Hello. Đỡ tôi xí xoạn quá à. Để mà tôi thích. Hôm nay là cả nhà đi xem không khí của Christmas sắp đến rồi. Tất cả mọi người đều đổ xô ra để mà đi mua sắm để chuẩn bị những ngày mà Christmas tới nè, rồi lại tới Tết Tây nữa. Mình thấy không khí vậy mình thấy cũng rất là vui, bởi vì dịch bệnh hiện thời ở đây thì nó cũng tạm lắng xuống rồi. Mình chỉ còn lo lắng cho Việt Nam của chúng ta thôi, nhưng mà vẫn hy vọng một ngày nào đó chắc chắn là Việt Nam chúng ta cũng sẽ thoát qua cái cơn đại dịch này. Mình cũng cầu mong như vậy, ơn trên giúp cho Việt Nam mình. Rồi, bây giờ thì mình đi, mình coi cái không khí của Christmas này. Đó. Mà trước khi vô mua đồ Christmas, vợ tôi mua đồ mà cái này tôi nói không được. Đó. Cái này nè mà ba nói không được, đồ của phụ nữ. Secret, sao nói được? Phụ nữ nào ai cũng thích cái hiệu này secret hết. Secret khó nói lắm. Secret bí mật mà. Đó, đây nè, đó bé Trứng nè. Bé Trứng, bé Loan. Bé Trứng đành đi với bé Loan. Trước khi vô là có ly nước rồi nghe ba. À, Starbucks ba, lúc nào cũng điện cái này. Ủa, Linh cũng có nữa hả? Bây giờ chuẩn bị đâu ba? Đây họ chuẩn bị họ làm cây Noel nè. Đấy, chừng một hai ngày nữa trở lại là ở đây nó sẽ gắn hết đèn rồi. Gắn tất cả rồi bên kia có căn già để cho ông già Noel ngồi để mà mọi người vô chụp hình. Ở đây chụp hình đi vô thì miễn phí mà chụp hình thì đóng tiền. Ồ, trông đẹp quá bác. Rất là đẹp. Ở đây là đường phân chia cao cấp. Rất là đẹp, sang lắm. Rất là sang. G Gallery. Mùa này thì họ giảm 25% tất cả mọi thứ luôn. Vô đây thấy lọc luôn rồi lọc. Bước vô đây mới dạ. Con. Sao ba? Con quay nãy giờ đâu thấy con. Dạ không. Con bước vô đây thấy con. Ê, thấy lọc nè. Đó. Họ trang trí rất là đẹp. Nhìn nó ấm cúng lắm. Mà mùa này là mùa Noel rồi. Nên họ trang trí theo cái mùa đông. Thì có những chiếc giớ này để mà để lò sưởi nè. Cho mấy em nhỏ có điều ước gì đó. Mùa điều ước mùa đông sẽ bỏ vào. Long mua gì vậy Long? Long thích cái tiệm này lắm. Làm sao vậy? Thích cái tiệm furniture này lắm. Tiệm này đồ đẹp lắm. Như hả? Tiệm này hồi đó mình Gallery. Mua cái giường mình đây nè. À. Mua giường mình cũng 12 năm. Mười mấy năm rồi. Mà xài wow. Cũng tốt nữa. Mà đi vòng coi. Năm nay cái trend của nó là nó màu hồng. Ồ vậy hả? Rồi. Mình tính giờ trang trí cái cây Christmas năm nay tính là màu hồng á. Bây giờ Lộc đi salon nha. Lộc đi đâu là Lộc đi đó nha. Linh ngồi đấy nha. Linh ngồi đấy nha con. Cái phu làm đổ luôn không? Định mua ra hả mẹ? Hoa anh đào. Ồ đẹp quá con. Què anh mua cho em bộ ra này đi. Cái này là ở nhà mình đang có sẵn cái này nhiều lắm. Mình chỉ mua cái bao ngoài thôi. Rồi mỗi lần mình giặt cái bao ngoài thôi. Thật ra rất là nhẹ. Đó nè mẹ, đó nè, cái bộ đó nè mẹ. Nó đầm ngủ hả? Ủa, nó đầm ngủ hả? Tưởng cái bộ đó chứ. Ông bộ đó đó. Dạ, cái bao ngoài nhìn thấy mát quá mẹ hả? Dễ thương quá. Mát quá. Xanh đèn hớp, dễ quá. Hình như năm nay đã màu đầy. Màu hồng hồng đúng không? Trăng vàng. Dạ đúng rồi. Năm nay như trăng vàng màu hồng. À, năm nay là cái màu này. Bởi vì họ trang trí. Ồ, có phượng mai trong đây nữa nè. Bướm quá trời. Đi sẽ vô đây sắm furniture ở đây có đẹp. Có căn nhà nó 5 triệu rồi, có trả 4 triệu 9 không bán. Thôi. Tiền Việt Nam mà. Sản xuất lựu đạn mà. Họ làm
những cái món đồ trang trí để trên bàn nè, nhìn rất là đẹp. Mấy trái bí, mấy con gà lôi hả? Nghe anh Trĩ, anh Trĩ. Em muốn mua mấy chùm lông này nè. Chi? Mua lông chi? Làm cây Christmas nhà mình á. Ừ. Cái cây Christmas tree á. Lông lông thiệt, lông giả vậy? Lông thiệt đó. Ủa vậy hả? Mà mắc một chùm gì 30 đồng mà nó đang giảm 20%. Thì mua đi. Lông này đâu ha? Lông này của lông gà, lông gì ha? Lông này giống như lông... Lông, lông gà. Con trĩ hả? À? Con công. Nè bên đây nè con. Ồ, đây đẹp phải không? Có bàn cờ nè. Ồ, trong đây bán mấy cái loại hoa giả nè. Mua đi em. Mắc quá không? Nhiều? 30 đồng. Giảm chưa? Chưa, lại còn 24 đồng. 24 đồng đâu, mua đi, mua 10 cây đi. Mới có cái này là 240 đồng hả ông? Ồ, mắc dữ vậy? Xong nói 1 cây cho rẻ, xong 10 cây nó mắc như vậy. Mình phải cần ít nhất là cũng phải 5 cây á. Mua 5 cây đi. Không mắc đâu. Em muốn bất... coi ở tiệm Hobby Lobby nó cũng có. Ở nếu như Hobby Lobby thì rẻ hơn đây nhiều. Để coi thử. Cũng hết mà không đẹp rồi. Còn có hai cây hả? Hai cây đẹp à? Còn mấy cây kia màu kỳ quá, màu tái quá. Đúng rồi. Đây họ trang trí đẹp ha. Nếu mà mình muốn mua mình sẽ lấy cho nó. Ừ thì muốn mua thì kêu nó lấy ra. Bàn ghế đồ của nó đẹp. Đồ nó thì đồ nó đẹp, không phải dạng là đồ tốt. Nhưng mà đồ nó thời trang. Đẹp, thời trang. Nhưng mà nói chưa xài cũng mười mấy năm. Mình xài mười mấy năm rồi cũng ok. Trời, Gia Linh là nhảy trên giường mình là cà rầm mà cũng không sao mà. Có quà ghế, sẵn rồi. Ghế bằng ăn gì dễ thương ha. Ồ, ghế đẹp quá ha. Ghế này ngồi được 3 người, 4 người. Ừ. Đúng màu luôn đó. Bên Macy nó có 10 đồng. Bàn Macy nó cũng bán 10 đồng. Khám tính tình hình trước rồi mới mua sản phẩm. Ừ, thì đẹp như khám tính tình hình đi. Cái màu hồng này mình phải xài với lại màu rose gold á, mới đẹp. Ừ. Màu vàng hồng hồng. Vậy là phải gắn mấy cái iPhone rose gold lên hả? Rose gold là cái này nè. Thì đó, màu rose gold là màu của iPhone á. Vậy là mình phải mua mấy cái iPhone gắn như hả? Đây cũng nhiều đồ đẹp quá nè. Wow, cây thông là màu đen. Ai mà thích cá tính một chút á, gắn cây thông này ở nhà đẹp lắm mà. Đây là nguyên một cái ghế gọi là ghế sofa lớn để cho family room, cho cái bàn của gia đình ngồi tụ họp với nhau. Nỗi này chắc cũng phải được 9 người. Ừ, mà này cũng đẹp quá ha. À. Hai màu này đi như nhau mình tưởng không được ha. Ai nhà thấy nó cũng hợp ghê. Ở đây thì họ có những cái đèn crystal này rất là đẹp.
thủy tinh. Dưới đây là những cây đèn, cây nến. Cây nến mà họ làm thành những cái hình cây thông để mà trong mùa lễ thắp lên nhìn nó ấm cúng. Bên đây thì những cái dĩa, dĩa đủ thứ kiểu hết. Dĩa thì nó chỉ có cái lớn thì 20 đồng, cái nhỏ 15 đồng. Rất là nhiều, nhiều kiểu. Cái này đi cả buổi á. Wow, cái ghế này dễ thương quá. Cái đèn này cũng dễ thương nữa. Wow, dễ thương ghê. Nhìn nó ấm cúng dễ sợ luôn á. Cái này vừa là ghế ngồi mà vừa là giường ngủ luôn. Hôm nay thì có những cái bức tranh rất là đẹp. Trong đây bán tranh rất là đẹp, nhiều tranh. Rồi. Tất cả thì giảm giá 20% hết. Đây bộ salon thì 25%. Bây giờ mình vô Macy ha, vô Macy mình coi coi. Đây là Macy Home nha quý vị. Chỗ Macy này họ bán những đồ cho gia đình, đồ home. Thì tới mùa lễ Noel thì họ trang trí rất là đẹp, ấm cúng. Xung quanh là những cây thông được trang trí sẵn trơn rồi, mình mua về là mình khỏi cần trang trí ha. Họ gắn sẵn cho mình hết. Nhưng mà mỗi thứ như vậy là mỗi thứ như vậy nó tính tiền riêng nha. À, một cái là khoảng 5 đồng, 8 đồng một cái. Mấy cái đồ để mình gắn cây thông đó. Còn cây thông thì tính riêng. Sao cái miệng kế bên nó lại nói chuyện vậy? Đây cái người lính bằng gỗ. Khỏe không? Khỏe. Khỏe không? Đứng đây lâu không? Ôi trời ơi, cái gì đó? Ê, ê. Tiếng giống bé trứng quá. Quá khép thành bé trứng bước ra nha. Hey. Ồ, như là cây thông này giá 1.500 là bao gồm tất cả những đồ include trên đây hết. Ừ, mắc quá ha. Wow, cái này cây thông là màu trắng, nhìn nó sang đó. Trắng với là vàng đen cũng 1.500. Ở đây thì họ bán những cái đồ mà mình gắn cho cây thông. Đó, những cái quả châu giá 8 đồng. À, những cái cục ly này thì 16 đồng. Những cái con snowman này là như đây. Snowman này 12 đồng. Cây này cũng giá 1.500. Nhưng mà được giảm 15% rồi, extra 30% cũng là 45%. Ồ, vậy là họ giảm giá tới 45% nữa. Phải không ta? À, ba mẹ nó vừa coi nồi niêu xoong chảo vậy đây. À, còn mấy cái máy. Có máy nướng hả ba? Con thấy hình như Macy nó đang giảm giá nhiều lắm á. Có máy nướng thấy nhỏ gọn đẹp. Cái nồi ninja là giống này không? Nồi ninja là giống này nè. 300 mấy nè.
329. 329 này gì mà. Mẹ không biết. Mẹ không hỏi. Hôm bữa con thấy cái này nó bán trên Amazon nó bán 329. Cái này nhỏ, cái này giảm giá gì đó. Này nhỏ. Ninja này loại nhỏ này. Để hỏi con cái đó. Đúng rồi luôn. Đây là muốn có cái ninja này ha mà. Ồ ninja. Ninja này thì nó đơn giản ha. Nhưng mà nó bự. Khoan để mình có sử dụng sao nè. Sử dụng ngoài này nè. Nó sẽ hiện màn hình đâu đây nè. Nó sẽ hiện màn hình. Có màn hình. Con nghĩ là phải có. Nó sẽ hiện số hay là màn hình gì đây nè. Tại không có điện. Để con hỏi coi có ai. Mùa này thì rất là khó kiếm nhân viên nha. Để coi trong đây coi. Mấy cái máy này. Cái máy bữa mua bị lỗi không xài được. Lộc mua lần thứ hai cũng không xài được. Bây giờ phải mua cái khác. Nhiêu em? Ô rẻ. Con mở ra coi nó có. Lên. Cái chữ nó hiện lên đây. Chữ nó sẽ hiện đây. Mà sao không nhìn thấy thùng đồ mới? Vậy là hết em. Online. Online đi, mua online cho rồi. Ủa giá nó 374, 375. Next day là 270, 374. Mua next day về nhà mình luôn đi cho mất công phải không? Next day. Đó nó ghi đó, next day deliver nữa. Get it tomorrow nè. Còn muốn pick up tomorrow cũng được. Pick up at Westminster Mall. Còn next day này là sao? Mình bấm next thử coi nó có tính shipping fee không? Chưa. Mấy cái máy để mà xây đồ. Đập bánh này nọ. Yes. Dạ. Nên bác kiếm cho mình. Nếu mà không có thì mình order online thôi. It's not a ninja, it's an Aria. Let me go and check in the stock room. Okay. Bạn vô bạn check in stock. Ồ, cái area cũng bự nè mẹ. Cái này nó có 30 phút lượng nó bự. Wow, cái này bự nè mẹ. Nhưng mà để bự quá không, cái chỗ mình để không vừa. Sợ không vừa. Dạ, yeah, sợ không vừa. Cái này là nhanh hơn hả? 30% khách rồi. Nhanh hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà coi ở ngoài nó có để ngoài không? Hình như nó nè. Đó, nó đó mẹ, mày coi sao. Dạ. Yeah. Ồ, thấy nó cũng vậy em ơi, nó cũng nhỏ xíu à. À. Để 30 phút là nó tự bự. Mà quan trọng là hơi nóng ra rồi. Nên cái này cũng được.
Bảy nó bây vô trong, bây vô trong check. Dạ con, hồi nắm là. Okay, you have it. All right, thank you so much. Okay, so it's brand new. Okay. Đúng mà. I don't know. I want to check it online. Yep. Yeah, check online. Okay. It's 69. Too heavy? Oh my gosh. Oh. You don't need to go to gym today. This is the gym. My work is gym. Okay, I go this way. Ủa, cái này tăng 10 lần power mà. Cái này 10 lần luôn. Bây giờ là mình đi vô để tính tiền nha. Ủa em ơi, lấy tiền, lấy cái thẻ của em trả. Ừ, mua đi Lon, mua một bộ đi. Ừ. Lon lại lấy thẻ của Macy, Lon trả đi. Let me see. Okay, 2, 2, 3. You got it? Okay. Okay. Yep. Mm-hmm. I already checked. Rồi nó bỏ cái thẻ vô bạn. Bỏ thẻ vô. Chút nữa nó bớt nữa hả? Nó nói nếu nếu mà mua online á thì 269. Nhưng mà in store đó thì 254 hay gì nãy nói. Đó, Linh dẫn đầu nha. Linh dẫn đầu nha. Linh kéo đi ông ngoại leo lên ngồi luôn. Cái gì? Đủ thứ màu luôn á. Wow, màu tím đẹp quá. Thôi đứng đây đi, để anh chạy xe qua ha. Ok. Bà dáng hay ghê, bà dáng cộng một chút xíu. Ở đây khi nhỉ? Ủa đâu có nặng. Cũng nặng so với phụ nữ. So với phụ nữ thì nặng. Còn cái ly nước thì cũng. Em cầm đi để con đẩy vô con trả xe cho. Ok. Nhớ trả xe nha. Không giữ luôn nha. Chụp được tấm hình nào không mẹ? Ba chụp được tấm hình mà tam cải đồng đường. Dạ. Dạ. Ồ, đẹp quá vậy.
Trời ơi, rồi sao nhìn nó thấy thoáng rộng quá ha. Sạch sẽ. Cái gì con Linh? Cái gì vậy? Gì? Con núp rồi sao mà? Đừng té nha. Bà quậy quá bà ơi. Lạnh rồi ba. Mẹ trả cái xe cho người ta mà. Rồi lên xe ha. Ờ sao ngộ quá. Rồi bây giờ mình đi đâu chơi ba? Ủa không không đi nhầm kia hả? Ok, bây giờ muốn đi Burlington hay đi Ross hay đi Marshall? Hay TJ Maxx? Burlington với Ross. Burlington Ross ha. Burlington Bank. Burlington Bank. Burlington Bank hả? Rồi, ok, lên đường nha. 1, 2, 3, go!